Không khí những ngày đầu xuân mừng năm mới Giáp Thìn 2024, sáng nay tức mùng 4 Tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các bậc tiên đế hiền tài có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước, cầu mong cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nói đến thủ đô Hà Nội, trong lòng mỗi người con đất Việt đều xúc động, tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, thủ đô của lương tri phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, để rồi, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Chắc chắn là năm nay đất nước sẽ phát triển. Vâng ạ. Tổng Bí thư cứ cười. Hoa đấy ạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa. Năm 2024 phải cao hơn năm 2023. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe báo cáo nhanh về tình hình nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán. Trên cơ sở Ban Bí thư sớm ban hành chỉ thị số 26 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Bộ ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và đơn vị, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Chỉ tính riêng trong dịp Tết này, với sự chung tay của toàn xã hội, gần 7,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chăm lo Tết. Tổng số tiền thăm tặng quà cho người lao động các cấp là hơn 4.200 tỷ đồng. Có thể nói một cái Tết năm nay để lại ấn tượng tốt và có tác dụng tốt. Tăng thêm niềm tin, tăng thêm tự hào. Càng đoàn kết là sang năm phải hơn năm nay. Tôi năm nào cứ chúc là năm nay là tốt rồi, sang năm phải tốt hơn năm nay. Thế là thành như cuộc họp này.